Ok anh em, cũng có nhiều anh em thắc mắc về cái cách phương thức cách ghép vế cầu thang và cái để làm sao chiếu nghỉ cầu thang đấy. Đây mình đã căng sẵn cái dây để mình chiếc xi cho anh em xây để mà làm cái cốt, mình xây bằng cát đấy, để mà làm cái cốt sau này đổ bê tông cầu thang rút vào đấy. Thì trước khi vào mình phổ biến và chia sẻ cho anh em thêm kiến thức nhé. Để mà ngôi nhà thì quan trọng nhất cái cầu thang làm sao chưa chuẩn và đẹp. Đây cái vế cầu thang của mình, cái bản thì trên này là mình lấy 9 bản mặt anh em nhớ, đây là 9 bản mặt để mình bước lên nhá. Đó, khi bước lên cái chiếu nghỉ kia, cột chiếu nghỉ kia là 10 bản mặt, thì thiết kế cái kiểu của mình dưới là 12 bản mặt, trên 10 là 10 bị thột lại. Thì trước kia dưới mình có xây cái nhà vệ sinh đấy, nên cái chiếu nghỉ nhà mình nó sẽ rộng ra 1m6 cơ. Nên mình bây giờ lên đi tầng trên này là mình không có vệ sinh nữa, mình thột lại thành 90 phân. Tức là mình sẽ lấy từ cái này, cái tường xây này anh em. Đấy cái tường xây này đây nhá. Đấy. Từ cái tường của điện xây này. Đấy, là mình đo ra là 90 phân. Đấy, đây là cái cổ của nó. Cái cổ của bản chiếu nghỉ nhá. Đấy. Thì cái phương thức mình chia có nghĩa là 10 bậc thì nó sẽ lên là từ cái cốt 0 này, cốt 1 mét này này. Nên là được 1m6 anh em nhớ nha, 1m6 nha, 1m60 mình lấy từ cái cốt 1m này lên này, 60 phân này. Đấy, đây là bản chiếu nha. Bắt đầu mình để nghiêng gạch để mình cho bê tông rút vào nha. Xong bên kia thế, từ cái cốt 00 đấy mình lên 60 phân. Xong mình căng cái dây nẻo lên, mình lấy đo từ đây ra cái bản chiếu nghỉ của nó này, là mình đo ra 90 phân. Đấy, 90 phân đấy nha anh em nha. Tức là bậc của mình là 9 bản mặt bậc. Anh em nhớ là 9 bản mặt bậc. Bước lên chiếu nghỉ mới là 10 bản nha, mới là 10 nha. À, mình sẽ đo từ cái bãi 90 phân đấy, mình đo ra đây. Đo ra đúng cái điểm là 2m25, 9 bản mặt bậc nhân với 9 bản mặt mà nhân với lại hai bậc 25 nó sẽ là 2m25. À, mình sẽ lấy từ đây đo vào đây. À, 2m25 đây. Đo đây, xem mình căng dây đây, mình sẽ đo từ cái 2m25 này và cái cột này mình đổ mình dọi rồi này, và thẳng rồi, để đổ mình đo là đây, đo vào bao nhiêu thì mình sẽ lấy từ cái chân của cái cột này, mình sẽ đo ra cái cột cái của nó như là anh mình vừa đã vặt sạch trắng đây, xong mình dọ mình thột vào 12 phân đó, đến mặt sạch trắng này là mình đóng cái đinh vào đúng cái điểm này. Đúng cái điểm thột bằng 12 phân, phân cốt pha và phân bê tông á. Đấy, xong thì anh em căng cái nèo đến đúng cái điểm ra 90 phân kia, nó sẽ ra một cái nèo của cái bản trượt cầu thang này. Mình xây để nghiêng cái gạch như thế này đó. Mình sẽ cát đấy để khi đổ bê tông nó sẽ vào đấy, làm sắt cái chân nó sẽ rút vào tường đấy anh em nhá. Đấy, một cầu thang mình nên là 9 bản mặt, bước lên chiếu nghỉ đầu tiên là 10, bước lên chiếu nghỉ thứ hai 11 có nghĩa là hao nghề trên mình cũng là 9 bản mặt nữa. Xong bước lên trên sàn, mặt sàn trên nó sẽ là 21. Đấy, 11 mới lại 9 là 20 rồi, 20 bản mặt rồi đúng không anh em. Xong bước lên sàn nữa sẽ là 21 bậc nhá. Đấy, còn trên nó chỉ thấy được cũng là đo ra 2m25 là 9 bản mặt. Đấy, anh em điểm đấy là điểm bắt đầu xuất phát của cái chuột lên trên, đo từ cái cổ trên dầm trên xuống 2m25, anh em phải đo phương thẳng đứng này, anh em dọa xuống thì đó là phương ạ. Đó sẽ là ra cái mặt bậc của nó nha. Đấy, chiếu nghỉ của mình nó sẽ ra hai chiếu nghỉ, tức là hai chiếu nghỉ làm luôn một cổ bậc đấy, là hai cổ bậc đó. 90 phân kia mình sẽ đo ra 90 phân và sẽ nâng lên hai đường gạch đấy, xong đổ bê tông lên nó sẽ thành 16 bộ phân đó. Thì mình sẽ này từ hai đường gạch đó anh em lại xây lên ra thột đúng từ cái 90 phân thột ra 90 phân nữa thành 1m8. Anh em mà làm cầu thang gỗ thì anh em nên nhớ để cho nó là 1m85 hay là 1m9 đi, thì sau này thờ gỗ thì nó có cái khỉu, nó cua được cái khỉu nha, khe cua nha. Nếu anh em làm thờ thang kính á, áp vế má như mình á, tiết kiệm diện tích đấy, thì anh em cho khít vào được trừ 2-3 phân chát thôi, cho khít vào nha, có nghĩa là 1m84 phân, để nó có nghĩa là hai bên mỗi bên một phân chát đó. Còn đâu anh em mà muốn để khỉu cầu thang á, thì bãi khỉu đó thì anh em phải cho nó ra rộng ra thêm 10 phân nữa để cho nó khỉu nó cua được, cái bãi góc cua của cầu thang vặn xéo lên trên này nha, nó mới đẹp được. Đấy là phương thức tính cầu thang anh em
đấy nha. Đấy mình thật ra cầu thang để giải thích thì rất khó giải thích. Đấy, phải thực tế thì mình sẽ nắm bắt và mình sẽ chia dễ hơn. Nhưng giải thích thì anh em có đôi khi anh em chưa hiểu về cầu thang, anh em khó nắm bắt. Đây là cái phương thức phổ thông, có nghĩa là phương thức của tính cầu thang nó chỉ là một phương thức thôi. Nó áp dụng cho tất cả các loại cầu thang, để cầu thang xoắn vặn đấy, cầu thang xoắn vặn anh em chỉ cần lấy cái trụ ở giữa này thôi, và anh em cứ cuốn theo nó, cứ 16 phân, bậc 16 phân thì anh em cứ cuốn theo cái đà theo nó 16 phân, thường vòng quanh cái trụ đấy, nó sẽ ra là bản mặt xoắn, phương thức tính nó rất dễ cầu thang. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Thợ em đang xây bức tường, anh em xem video nắm bắt công thức xây tường 200 của thợ quê của em nha. Anh em xem video vui vẻ nha. Anh em là mới qua kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, để cho mình cố gắng động lực năm nay cố làm sao kiếm được cái nút bạc anh em ạ. Đây là cô bé Toàn, chào anh em đi, hello anh em đi. Cô bé 19 tuổi chưa có người yêu nhá, đang ế chồng chưa đây, và cái đồ này mà bây giờ 19 tuổi chưa lấy chồng, có chó lấy rồi đồ này. Để các bạn chưa chồng, hai con mắt hai con người. Các bạn là thợ thôn quê, thợ xây, thợ của em toàn như thợ chân đất mắt tuét luôn. Đây là anh Tẹo nhá, anh Tẹo già nhá, anh Tẹo già quay lại hello anh em cái. Quá đẹp đấy, quá đẹp. Cái kiểu phương thức thì đoạn sau này cái bức tường 10 đây anh em, bức tường 10 sẽ xây và cuốn cầu thang này lên nữa, thì anh em không cần phải để cái dây nèo như kia, thì nó sẽ cắn vào cầu thang, thì nó là phương thức của nó là phương thức chịu áp lực của nó là đẩy, chứ không phải là bẻ, không phải là phương thức bẻ xuống mà công thức đẩy chân. Nên anh em cứ cái chân cốn nó anh em cắm được vào dầm dâu chân cốn này này, anh em cắm vào dầu nó sẽ lực đẩy cầu thang, là lực đẩy nhưng không phải lực chịu lực như lực cong anh em nhá. Đấy vì cứ đây nhà mình nó hơi hẹp và xây thành diện tích để hai nhà nên có hai cái cầu thang anh em. Đây là một cái cầu thang và bên này sẽ là một cái cầu thang, đây cũng là cái chiếu nghỉ kia em đã đo lên sẵn lên kia cho anh em, sau này anh em xây cái bảng chiếu nghỉ đó, để lỗ để bảng chiếu nghỉ đó. Đây, anh em review anh em bức tường thợ mới xây ngày hôm qua xong. Lý do mình để nõm cái này là ô về nhà vệ sinh, ô nhà vệ sinh mình xây 10 là mình để thột lại để tiết kiệm diện tích, để tiết kiệm diện tích thì có cái tổ các thứ để mà xà bông xà phòng khăn giấy các thứ đủ các loại sau này để vào đấy. Nhà vệ sinh thì tường không lo ẩm mốc vì anh em ốp sẽ không lo ẩm mốc. Thứ hai nữa mình chát bên ngoài nữa, sơn chống thấm bây giờ nó tốt nữa, không lo ẩm mốc. Nhưng mà mình cũng phải xây 20 vòng quanh, bao quanh một vòng quanh cho nó mát thôi. Trong ngăn thì xây tường 10. Đây là đồng chí Kiên Gạch. Đồng chí Kiên Gạch ít nói, tay nghề cũng có trên dưới gần 30 năm rồi. Anh em kỹ năng xây từng viên gạch một, mạch bên ngoài, mạch bên trong và gạch bên ngoài sẽ như nhau anh em nhá, mạch ở trong như thế nào, mạch ngoài như thế, băm bỏ mạch kỹ càng tí sau này đỡ ngấm. Đây thằng em này quê ở Sà Lò mới lên, quê hương em chuyên Sà Lò Sơn Na các bác, nên đây em đào tạo cho thành thợ hết, thợ đang tầm trung nên đây em đào tạo cho nên cấp độ đẹp và cao hơn, không làm được nữa sẵn con dao xây chặt đứt tay của nó rồi thôi. Đấy các bác nhìn thấy không, cảnh thợ xoay sướng không, giường trời của đất nhưng mà trên lưới đen dưới quạt công nghiệp kìa các bác kìa, sướng không. Cảnh thợ xoèn bây giờ rôm lắm, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, tối về vẫn ngủ với vợ không đi đâu á, thợ bây giờ rôm lắm. Đây cái bên này thì mình sẽ đặt một cái nhà vệ sinh, mình không ghép cốt pha cột, mình sợ ngấm ấy, mình sẽ vét
hai lớp sắt, mình vét một lớp cái bữa bê tông này, mình vét nó bằng gần kịch cái lớp thép lượt hai đi. Rồi mình nõm nó xuống khoảng tầm 4-5 phân, sau này mình nát tiếc, nó có độ dốc, tạo độ dốc. Vì dưới tầng 1 nó có thạch cao mà anh em, cái cổ cái nhà vệ sinh mình khoan rút đấy thì nó đâm lên bãi nào nó đâm, dưới tầng thạch cao vào thoải mái. Đây có ba ông buổi sáng bức tường thôi, làm nhà kỹ càng, băm mạch nước, mạch nước nó kỹ càng tí nên chậm một tí cũng sao, không phải công trường cũng phải làm nó chuẩn chỉ là được. Đấy, nắm bắt anh em, nắm bắt phương thức ghép cầu thang nó rất đơn giản thế thôi. 10 bậc thì lên 1m6, mà anh em 11 bậc thì lại cộng thêm cái cổ của anh em là 16. Ví dụ như nhà, chiều cao nhà của anh em là 3m4 thì nó chia 21 bậc thì nó sẽ ra 16 phân, mà anh em 3m7 mà chia ra 21 bậc nó sẽ ra 17 phân mấy, cứ thế thôi. Anh em lấy cái cổ cái từ cái cột 1m lên cái số dư của nó là bao nhiêu đấy. Anh em bắt đầu kéo cái dây nèo thôi, kéo dây định vị thôi. Sau này ghép cốt pha thì anh em chỉ cần nói với mấy ông thợ cốt pha rằng cầu thang tôi này có 9 bản mặt, mặt bậc bước lên chiếu nghỉ là 50, trên này trên kia thì nó như nào đấy thì thợ cốt pha họ sẽ nắm rõ và sẽ biết cách ghép thôi, rất đơn giản thế thôi. Nhiều anh em mới bước vào nghề cái khâu cầu thang nên mới nhiều anh em bước còn vô ngỡ, mình giải thích cho anh em hiểu sơ qua thôi. Còn nếu mà phải giải thích thực tế để mà giải thích thực tế để anh em hiểu được về phương thức ghép cầu thang nó khó lắm, không giải thích được anh em ạ. Nó phải thực tế, nắm bắt thực tế vào thì anh em chỉ cần va chạm đúng một lần anh em hiểu luôn. Nhưng mà để mà qua cái phương trình mà giải thích bằng lời nói hay gọi điện là nó khó lắm. Nó khó giải thích lắm, không giải thích nổi đâu. Vì mỗi một ô cầu thang nó sẽ chia ra, mỗi một nhà người ta lấy cái số chiều cao nó khác nhau, bản bậc rộng bao nhiêu ô với bao nhiêu nó khó. Thực tế nó khó, chỉ có nắm bắt vào thực tế thì nó mới dễ làm thôi. Vì anh em mình nó không qua cái trường lớp gì của đào tạo kỹ thuật sư hay kiến trúc sư hết. Nếu mà kỹ thuật sư người ta nắm bắt đó trường học đào tạo rồi, người ta sẽ chia phân bổ cầu thang người ta dễ, người ta chia ra bản vẽ thì anh em làm theo bản vẽ nó dễ hơn. Nhưng nhà ví dụ nhà mình tự thiết kế đấy, làm đấy thì không có phân mẫu nào hết, mình thích để như thế nào nó ra như thế anh em ạ. Thôi video mình xin phép được tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại anh em video lần sau nhá. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.